chiếc video về chị Kính và các bạn fan tới rồi đây. Các bạn đã quá quen với những video chị Kính làm về người nổi tiếng, nhưng hôm nay sẽ là một video số đặc biệt khám phá về chị Kính và các bạn fan của chị Kính đấu vui nha. Hãy cùng xem fan chị Kính có gì thú vị nào. Get go! Câu 1, bạn có biết trong số các bạn fan thì ai là em gái của chị Kính đấu vui không? Câu hỏi siêu dễ đúng chưa nè? Em gái của chị Kính chính là bạn Lam Nghi nha các bạn ơi! Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế, như thế là quá chuẩn rồi! Câu 2, thế còn bạn Vini và bạn Bống, ai thuộc cung Bảo Bình ta? Haha, Vini sinh ngày 8 tháng 2 và thuộc cung Bảo Bình nè. Vini có tên thật là Việt Anh, nhưng bạn ý là con gái, chứ không phải là con trai các bạn nhé. Câu 3, Bống, Lam Nghi và Minh Huy, ai là lớp trưởng? Nghĩ là Lam Nghi ư? Không phải nha. Lớp trưởng là bạn Bống nè. Bống sinh năm 2011, năm nay học lớp 6. Chúc Bống sẽ là lớp trưởng gương mẫu và học tập tốt nha. Câu 4. Ai là người thích khịa nhất nhóm fan chị Kính đố vui? Nếu các bạn thường xuyên xem video của chị Kính sẽ biết Lick còn có biệt danh là Lick Hịa vì Lick rất hay cà khịa các bạn trong nhóm mà. Được, hào hán, hào hán. Câu 5, đố bạn Lick là gì của chị Kính? A hi hi, thấy Lick gọi chị là đại ca thì chắc các bạn cũng biết Lick là đệ cưng của chị Kính đúng không nào? Tuyệt vời luôn. Wow, sướng thế. Câu 6, ai là người hay báo chị Kính nhất? Bạn có thấy chị Kính gọi Huy là Huy báo không nhỏ? U là trời, thánh báo trong nhóm của chị Kính và fan đó các bạn ơi. Thôi, bài Huy báo, sang câu 7 nào các bạn. Câu 7. Trong nhóm chị Kính có một thành viên trà trộn không phải là fan của chị Kính đố vui. Bạn có biết đó là anh Tử Hạn hay là Bảo Hân không? Thực ra Tử Hạn là anh editor các video của kênh chị Kính đố vui, chứ anh ấy không phải là fan của chị Kính các bạn ạ. Các bạn hãy giải cứu anh Tử Hạn mỗi khi anh ấy bị chị Kính phạt không được ăn cơm khi chưa làm xong video nha. Haha. Câu 8. Ai đã từng là phó nhóm của chị Kính đố vui? Một trong những phó nhóm đầu tiên cùng với Lam Nghi trên nhóm chị Kính đố vui, nhưng bạn ấy có việc bận và out nhóm từ rất lâu rồi. Nếu Khánh Chi thấy video này thì Khánh Chi ơi, các bạn và chị Kính nhớ em rất nhiều nhé. Câu 9, ai là người thiệt thòi nhất trong nhóm chị Kính và fan? Thiệt thòi đúng không? Hi hi, là vì bạn Trần Hiệp đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho chị Kính, nhưng mãi mà chị chưa có thời gian rảnh để read tin nhắn bạn ấy nè. Why are you crying? Không chỉ có bạn Trần Hiệp mà còn rất nhiều các bạn khác nữa. Không phải là chị không muốn trả lời tin nhắn của các bạn đâu, mà là vì có nhiều bạn nhắn tới cùng một lúc mà chị Kính lại khá bận làm video, nên chị có thể nói chuyện với các bạn ở trên nhóm chung thôi nè. Các bạn hãy thông cảm và nói chuyện cùng chị trên nhóm chat chung nhé. Câu 10, đố bạn Khánh Chi và Lam, ai là người ở Hà Nội cùng với chị Kính? Ở Trà Vinh, còn bạn Khánh Chi ở Hà Nội gần với chị Kính nè. Khi nào rảnh, chị rủ Khánh Chi đi Hồ Gươm với Lăng Bác chơi nha.
câu 11, Roy và Tờ Nhi, ai bị hiểu lầm là con trai? U là trội, lúc đầu cứ tưởng Roy là con trai các bạn ạ. Nhưng mà Roy là con gái và có tên là Diệp nha. Không chỉ có Roy mà Lam Nghi cũng bị nhiều bạn hiểu lầm là con trai nữa. Có ai hiểu lầm các bạn ý là con trai không nhỉ? Câu 12, Bống Sinh và Hoàng Dương Dương, ai là phó nhóm chị Kính Đố Vui và Phan? Bống Sinh chính là phó nhóm của chị Kính Đố Vui cùng với các bạn khác như Lam Nghi, Nhã Hân, Lịch và bạn có biết trong 4 bạn Lam Nghi, Nhã Hân, Lịch và Bống, ai là người đầu tiên làm phó nhóm hay không? Có thể bạn chưa biết thì Lam Nghi chính là fan lâu nhất của chị Kính và cũng là phó nhóm đầu tiên nha. Năm nay Lam Nghi 13 tuổi, không chỉ là fan của chị Kính Đố Vui, Lam Nghi cũng là fan của Kính Hiển Vị Official nữa đó. Ai yêu quý Lam Nghi thì like video này nào. Câu 14, chị Kính có tất cả bao nhiêu nhóm fan? Thấy trên Zalo có rất nhiều nhóm để avatar là chị Kính Đố Vui, thế nhưng chị Kính chỉ có hai nhóm này thôi nha. Câu 15, nhóm chị Kính không cho phép làm gì? Nhóm chị Kính Đố Vui cho phép các bạn nói chuyện và giao lưu nhưng không được phép nói tục chửi bậy, cãi lộn, gửi link không liên quan và gửi những hình ảnh phản cảm nhé. Mục đích chị đưa ra những quy định như vậy là để các bạn có một môi trường cộng đồng văn minh. Các bạn có đồng ý không nào? Câu 16, sắp tới chị Kính có tuyển phó nhóm hay không? Tất nhiên là có rồi, chị sẽ tuyển thêm rất nhiều phó nhóm nữa nên là các bạn hãy chăm tương tác, nói chuyện với nhóm nhiều hơn và xây dựng nhóm cùng chị Kính Đố Vui để trở thành một phó nhóm của chị Kính nha. Còn rất nhiều các bạn khác nữa trong nhóm chị Kính Đố Vui và fan mà chị không thể làm video hết được vì thời lượng video ngày hôm nay đến đây là hết mất rồi. Nếu các bạn muốn chị Kính tiếp tục làm video về các thành viên trong nhóm fan chị Kính thì hãy like video, subscribe kênh chị Kính Đố Vui và tham gia nhóm Zalo chị Kính và fan nói chuyện mỗi ngày. Lần sau chị sẽ tiếp tục làm video về các fan đáng yêu Ute Fomeque của chị Kính nhé. Yêu các bạn rất nhiều. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.